Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần trình diễn đầu tiên đến từ thí sinh Đậu Tất Đạt với nghệ danh Auto Boys. Bài hát của em viết về một cái giấc mơ, nhưng mà là một cái giấc mơ trước khi mà em bị mất nhận thức. Khi em đứng lên quá nhanh thì em té xỉu. Khi mà nghe chương trình báo với em rằng sẽ phải trình bày cái bài hát sao cho thật lôi cuốn, thật hấp dẫn thì em rất là lo lắng. Tại vì em cảm thấy rằng cái bài hát của em, cái ca từ nó bình thường, cái giai điệu nó cũng rất là giản đơn thôi. Nhưng mà từ sự đơn giản đưa đến cho tất cả mọi người một cái không khí thật là chill, thật là thoải mái. Và em chắc chắn rằng mọi người sẽ thích ca khúc của em ngay từ những cái nốt đầu tiên. Em thật sự mong rằng mọi người sẽ tin tưởng và cho em cơ hội. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình còn cô đơn không? Bây giờ em đã đỡ nhiều rồi, nhưng mà mỗi lần mình phải hát lại ca khúc này thì có một chút cái cảm xúc đó nó vẫn ùa về, nó vẫn có một chút gì đó chạnh lòng. Mong là Auto Boys Đậu Tất Đạt sẽ chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nhạc sĩ mà không có sức khỏe thì làm sao viết nên những ca khúc hay? Mình có một chút xíu chia sẻ với bạn rằng có lẽ là trong những lúc cô đơn, đúng không, thì người ta thường viết lên những cái cảm xúc nó thật nhất. Và chính trong những lúc cô đơn đó thì những bài hát ra đời đều là những bài hát rất là đi vào lòng người. Và mình hy vọng rằng mình sẽ được nghe một bài hát rất là hay. Thanh Huyền nghĩ là với phần giới thiệu này thì có lẽ như là chưa có một quyết định đầu tư nào ngay bây giờ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về bạn thí sinh có nhiều sự bí ẩn này, Đậu Tất Đạt, Auto Boys. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo là một thí sinh đã nhận được cực kỳ nhiều lời khen của các nhạc sĩ sau 15 vòng casting call. Và ngay bây giờ, Thanh Huyền xin mời quý vị sẽ cùng xem là bạn này sẽ thuyết trình về bài hát của mình như thế nào. Đó chính là Đặng Minh Trí, Treatment. Treatment là một người đã đam mê âm nhạc từ nhỏ và đã có một quá trình để theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên thì đến với bài hát hay nhất 2022 thì mới là lần đầu tiên mà mình được tự thể hiện ca khúc mà mình sáng tác. Mình đã đầu tư rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, không biết là phải mang điều gì tới cho chương trình đầu tiên. Và cuối cùng thì sau tất cả mọi sự lựa chọn thì mình lại chọn một bài hát đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất mà mình nghĩ là có thể rất là giống với con người của mình. Vì mình tin rằng là những điều đơn giản và tự nhiên thì có thể dễ dàng tìm đến được với nhiều trái tim đồng cảm. Khi mà mình có thể hát cho quý vị nghe, quý vị sẽ cảm nhận được tinh thần đó, sự đơn giản tự nhiên đó, cũng đúng như là trong tựa đề của bài hát, đó là cứ để mọi thứ tự nhiên. Trời ơi, oppa Hàn Quốc quá đi, dễ thương không quý vị? Nét đẹp trai này làm Huyền liên tưởng tới Eric, cũng đẹp trai ngời ngời. Eric ơi, em cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì là hôm nay không thể tin là em lại gặp lại một người bạn của em. Đây là một người bạn mà học chung trường với em hồi cấp 3. Hai anh em thì ngày xưa rất là hay đi lên trên sân khấu của trường để biểu diễn, cho nên là em đã biết được về cái đam mê của Chí Minh từ xưa đến giờ. Và cho đến ngày hôm nay khi mà thầy Chí Minh đứng trên sân khấu và sắp sửa sẽ trình diễn một ca khúc của chính mình sáng tác thì thực sự em đang rất là mong chờ. Và em hy vọng là Chí Minh hôm nay sẽ thể hiện thật tốt và chốt được thật nhiều deal trong chương trình Big Song Big Deal hôm nay. Trời ơi, sao chị hay quá vậy? Đã hỏi chơi thì không biết hỏi ai, hỏi Eric mà tự nhiên cùng đẹp trai mà cùng chung trường luôn. Với một vẻ ngoài như thế này, Thanh Huyền nghĩ là âm nhạc của bạn cũng rất là văn minh và cũng rất là đẹp. Hãy cùng chờ đón đoạn teaser đến từ bạn ấy. Thưa quý vị, Thùy Dương với tên gọi Sabi Rose là một cô nàng từng có vẻ ngoài gai góc. Thế nhưng âm nhạc đã khiến cho cô ấy trở nên dịu dàng hơn. Bây giờ sẽ là một đoạn giới thiệu về một ca khúc có tên gọi là Tỷ Tự, một sáng tác mà cô ấy dành tặng cho một người chị em của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Em tên là Trần Thùy Dương và nghệ danh của em là Sabi Rose. Thay vì sẽ thuyết trình về bài hát của mình, em muốn gửi tặng mọi người một chiếc video nhỏ mà em làm. Mời mọi người cùng hướng mắt về phía màn hình ạ. Em mới viết cái bài này để thi bài hát hay nhất á. Nghe thử coi. Có được không? Hay đó. Lời sau đó. Thế melody này kia sao? Ok, mà nghe nó cũng kiểu pha đương đại ha. Nghe lạ á. Lần đầu tiên em viết kiểu kiểu gì luôn á. Lần đầu tiên. Cũng đúng. Muốn viết bài này cho ai luôn. Ghê vậy, viết cho ai luôn hả? Ghê. Viết cho chị á. Viết cho chị hả? Mình đâu phải chị em đâu.
Nói vậy thôi chứ. Đùa mọi người. Mong là mọi người sẽ ủng hộ bài hát của Trần Thị Dương, em gái mình, vào trong cái show của bài hát hay nhất. Cảm ơn mọi người. Yeah. Xin chào Thùy Dương, đây có phải là người bạn mà trong bài hát của mình hay không? Dạ đúng rồi, đó là người chị mà em đã viết tặng bài hát để dành tặng cho chị. Qua cái video mà em đã chia sẻ thì mọi người cũng đã thấy được cái sự đặc biệt của chị ấy trong hành trình của em. Đó là tất cả những cái chuyện dù là nhỏ nhặt hay là to lớn thì em đều chia sẻ với chị của em. Thái Huyền nghĩ là không nhược những lời nói, những video mà thậm chí là những bộ trang phục các bạn thí sinh lựa chọn trong chương trình cũng có thể nói lên một chút về xu hướng và phong cách âm nhạc mà bài hát các bạn sẽ thể hiện ngày hôm nay. Thì như ở trong video thì bạn có nói là phong cách là dân gian đương đại. Tôi đang hơi ngạc nhiên một chút, trước là bạn rất hay sáng tác nhạc R&B đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Người mà yêu thích R&B và sáng tác nhạc R&B thì thường người ta sẽ chuyển ra một cái gì đó nó gần gũi với cái thể loại âm nhạc đấy hơn. Nhưng đây rõ ràng là một sự bất ngờ không hề nhỏ để dành cho khán giả đang rất là US UK bây giờ dùng cái đi về nhà. Một người bạn của em là DA đã gửi cho em một chiếc beat làm cho em có rất là nhiều cảm hứng trên con beat đó, và em tự hỏi là ủa tại sao từ trước tới giờ mình không có viết một cái thể loại gì đó khác ngoài với cái tầm kiểm soát và tầm suy nghĩ của mình. Thì em đã thử viết trên con beat đó và sau đó thì em đã đưa cho mọi người xung quanh nghe. Em lại được mọi người khá là khen và khá là thấy em hợp với dòng nhạc đó, cho nên là em quyết định mang bài hát đó đến đây. Sự mới lạ và bứt phá từ Sabiros Thùy Dương. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhiều hơn từ cô nàng này. Xin cảm ơn bạn. Em cảm ơn. Thanh Huyền rất nóng lòng muốn giới thiệu đến với quý vị bạn thí sinh tiếp theo, bởi vì bản Hit to the Moon của bạn ấy đã giữ thứ hạng rất cao trên các nền tảng và xếp hạng nhà số trong nhiều tuần liền. Và thậm chí là MV lyrics của ca khúc này cũng đạt con số là 22 triệu lượt xem trên nền tảng là YouTube. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với Lê Công Thành. Em tên là Lê Công Thành. Vào một hôm cơn bão lớn nhất kéo đến Sài Gòn, em đứng trong chung cư của mình dưới màn mưa nhạt ngà, nhìn ra ngoài cửa sổ em thấy một tháp của đài truyền hình. Và lúc đó em ngỡ như là mình đang chiêm ngưỡng tháp Eiffel và mình đang ở Paris vậy. Cho nên là những lời bài hát đầu tiên Lê Công Thành viết ra là chẳng cần Paris hay LA, Lê Công Thành. Còn viết thêm là tại em bộ van trắng trong một nhà hàng vắng, beef steak với khoai tây chiên nát thơm, but I'm a king, you're my queen của cả lâu đài. Chúng ta sẽ như những vị vua, như những nữ hoàng trong thế giới của chúng ta, thế giới của tình yêu. Và nếu tất cả mọi người ở đây yêu thích những gì Lê Công Thành vừa viết ra, hãy cho Lê Công Thành có cơ hội để đưa nó đến tới mọi người. Cảm ơn Lê Công Thành, bạn đã rất cố gắng trong ngày hôm nay. Và đây là một bạn thí sinh mà bạn đang rất là ngại nói. Bạn không biết quý vị có để ý hay không, nhưng mỗi lần mà Lê Công Thành nói là thường bạn phải nhắm mắt để bạn tưởng tượng ra những cái lời nói của mình. Anh muốn hỏi em có phải là xuất phát từ một rapper chứ không? Em xuất phát là từ sinh viên ngành bảo hiểm đầu tư rồi. Anh nghĩ là phần giới thiệu của em nó có đủ hấp dẫn. Nhưng tất nhiên là ở vòng này anh chưa có đầu tư vội mà anh phải nghe bài. Nhưng mà khá là khen về cái tư duy đặt hình ảnh vào trong lyric của em. Đây là bạn thí sinh đã được đánh giá là mang phong cách của âm nhạc quốc tế. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng Lê Công Thành đã rất là cố gắng với phần thuyết trình đầu tiên của ngày hôm nay. Và bây giờ Thanh Huyền mời bạn vào trong để cùng chuẩn bị cho phần chung teaser. Quý vị thân mến, Nguyễn Ngọc Hồng Anh Trang My là một cô gái rất thành công trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Và liệu cô ấy có thể chứng tỏ được khả năng sáng tác, tài năng của mình hay không? Hãy cùng gặp gỡ với Nguyễn Ngọc Hồng Anh Trang My. Mình tên là Nguyễn Ngọc Hồng Anh và nghệ danh của mình là Trang My ạ. Có thể là mọi người đã quen với Trang My qua những cái bài hát cover cũng như là mashup. Nhưng mà hôm nay Trang My đứng trên sân khấu bài hát hay nhất Big Song Big Deal hôm nay là muốn chứng minh là mình thực sự nghiêm túc theo con đường này. Và cũng như là Trang My cũng có thể hát những ca khúc do chính Trang My viết ra. Và để hiểu hơn về bài hát hôm nay, bài hát Nếu Thế Giới Nằm Mơ Thấy Anh của Trang My, thì mời tất cả mọi người cùng hướng mắt về màn hình để xem một chiếc video nhỏ nhỏ ạ. Đã bao giờ bạn cảm thấy cái khoảnh khắc này nó quen thuộc lắm, hình như mình đã từng gặp trong mơ rồi thì phải? Và đó chính là hiện tượng déjà vu đó.
Với một người luôn tìm kiếm những năng lượng thú vị thì tình yêu đối với mình là một điều gì đó rất là đẹp đẽ. Mặc dù tình yêu có những lúc thăng trầm, nhưng mình vẫn luôn tin một ngày nào đó người phù hợp với mình sẽ xuất hiện. Chính vì vậy, mình đem niềm tin ấy vào giấc mơ, cũng như thông qua giấc mơ trong bài hát này, mình muốn truyền tải một thông điệp rằng nếu bạn tin vào tình yêu, thì một ngày niềm tin ấy sẽ mang đến cho bạn một người phù hợp và đồng điệu với bạn nhất. Hello Trang My, ai kêu em đi thi vậy? Có phải chị Mỹ Lệ không? Dạ. Thật bộ đôi chán nhau. Dạ trùng hợp ạ. Dạ trùng hợp. Chị ơi, có thể về cùng team với chị được rồi, hôm nay rất là color. Dạ. Dạ, là đầu tư luôn không chị? Có vẻ đó. Có vẻ. Mình cũng chia sẻ một chút xíu là hình như là một hôm trong một cái tiệm làm tóc, mình được bạn tra tấn nguyên một cái khoảng thời gian gần 5 tiếng đồng hồ là chỉ có mở cái mashup của bạn. Dạ. Và mình phát hiện ra các bạn trẻ bây giờ công nhận là giỏi, có nhiều cái ý tưởng rất là hay. Và hôm nay mình rất mong sẽ thưởng thức được những phần trình diễn, những bài hát từ chính bạn sáng tác. Mấy em tra tấn chị Lệ xong giờ tóc chị Lệ đủ màu luôn nè. Nhìn như hai chị em sinh đôi. Vậy thì chị cũng rất tò mò là những sự thành công trên các nền tảng không đủ để thỏa mãn em hay sao? Tại sao em lại đi thi? Em nghĩ nếu như mà em chỉ dừng lại ở cái việc hát những cái bài hát cover như vậy á, thì nó không xứng đáng với cái tình cảm ủng hộ của mọi người dành cho em, nên là em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Huống hồ đây cũng là cái con đường mà em đã theo đuổi từ rất là lâu rồi, nên là em nghĩ mình phải nghiêm túc hơn. Và hãy cùng chờ đón thí sinh Trang My, Nguyễn Ngọc Hồng Anh ở những vòng thi tiếp theo. Dạ em xin cảm ơn. Quý vị khán giả đang ấn tượng với thí sinh nào nhất? Ngay bây giờ sẽ là thời gian bình chọn, xin mời. Xin mời kết quả của chương trình. Thưa quý vị, thí sinh bị loại ngay sau phần giới thiệu về bài hát của mình. Rất tiếc khi phải chia tay với Đậu Tất Đạt Auto Boys. Liệu đó có phải là một sự lựa chọn sai lầm? Xin mời quý vị sẽ cùng nghe bài hát đến từ Đậu Tất Đạt Auto Boys. Đạt rất là ngại cái chuyện làm buồn lòng những cái người mà người ta thực sự người ta góp ý theo cái hướng sửa đổi, cái hướng mà thật sự tốt như mình. Nếu như mà mình lại không làm theo thì mình rất là ngại. Không có điệp khúc cuối, có thể mà em sẽ thay đổi một vài nốt, hoặc là như anh Khoa đó, cho một vài cái bè vô một cái gì đó, em thêm một cho một chút cái màu sắc cho người ta thấy có sự biến đổi. Xong rồi mình ao bằng cái đoạn đầu luôn, mình vô một đoạn thôi thì xong rồi mình ao bằng cái đoạn còn lại luôn. Nghĩa là nó một cái vòng lặp của một cái câu chuyện. Đôi lúc có một cái gì đấy làm cho Đạt cảm thấy là cái này nó đáng để giữ lại, và mình sẽ làm theo ý của mình với một cái tâm thế là tôn trọng ý kiến của anh, chứ không hề bác bỏ hay anh. Em không nói hay anh sai, em chỉ muốn nói như vậy, em nghĩ là nó cần phải như vậy. Stay with me, cause it's so boring day. Almost passed away, and in the flashing lights I saw your face. Stay with me. It was so lonely, baby. I almost passed away, and in the flashing lights I saw your face. Giờ là 12 giờ em ngủ chưa hay còn vu vơ, yeah. Thế một lần rồi hai lần anh sẽ không thể nào hết nhớ, yeah. Hay là giờ mình quay lại, ta vẫn còn cả đêm dài. Căn phòng này cho anh sẽ được ở bên em đến sớm mai. Khi đèn đã tắt em sẽ nhắm mắt. Giờ đây trong em anh là duy nhất. Trên đôi vai gầy trong bức thơ này, ta cùng em hòa mình vào phút giây. Anh như chìm trong đôi môi, ta ngây dài giữa màn đêm trôi. Em nói em yêu anh thật rồi, cầm tay để che đi những bối rối. Yeah. Almost passed away,
dẫn lối. Em mong anh sâu trong lòng, vội vào tai anh lời em ru. Just play the muffin song and watch you keep it all to you. Em lung linh trong đêm dịu dàng, ta bên nhau như chưa vội vàng. Bao nhiêu thương đau nó thành lời, mặc cho ngoài kia trời đã sáng. Em như chưa muốn về, kể cuộc đời trong trăng lễ thế, kể mọi người vội vàng đến thế. Giờ chỉ cần tình mình đam mê, hey. Đạo tới đạo Auto Voice. Chưa thấy ai bị loại mà cười tươi như em. Không biết là bài này có vẻ anh Ali Hoàng Dương rất thích đúng không anh? Lúc biểu diễn là em có ngồi em để ý em thấy anh nhún nhảy dữ lắm. Dạ thiệt ra thì em cứ có nhạc là em sẽ nhảy thôi. Và đây cũng là một trong những bài hát mà Ali nghĩ là nó rất là hợp với lại rất là nhiều khán giả trẻ, đặc biệt là cỡ Ali, xong rồi những bạn nhỏ hơn Ali nữa. Tại vì nó là một cái thông điệp gì đó, nó khiến cho tinh thần cảm thấy rất là thoải mái sau khi mà nghe xong ca khúc. Và mới nãy khi mà bạn diễn ở trên sân khấu thì Ali có quay qua với lại anh Phan Anh, thì anh Phan Anh có kêu là để cho anh em đứng dậy. Ủa gì vậy? Em có thấy điều đó đúng không Phan Anh? Cái điều đầu tiên mà Phan Anh muốn nói á là Phan Anh muốn quay qua các bạn khán giả một chút. Ủa các bạn tại sao vậy? Tại sao mình quyết định nhanh như vậy? Thực sự là mình cảm thấy một bài hát rất là khá. Ngay khi anh nghe em hát, anh đã nhớ ngay cái hook luôn. Một bài hát mà anh đánh giá cao, bởi vì cái không gian âm nhạc em đặt vào đây nó rất là tốt và anh rất là thích. Anh nghĩ là nó có một chút Âu Mỹ. Đây thực sự là một cái sự nuối tiếc nếu như mà em phải ra về ngay từ bây giờ. Và anh xin phép anh đầu tư luôn. Đầu tư luôn. Bởi vì anh thấy có sự cạnh tranh của Ali bên kia. Nãy giờ nhìn qua hoài. Anh xin đặt một mức rất là nền hạ trước thôi. Bởi vì anh đợi Ali, anh xin đặt mức 20 triệu. 20 triệu. Cho em hỏi Eric có thích bài này không? Thường thì tất cả những cái dự án của Eric, bên cạnh việc Eric thích thì Eric cũng sẽ hay hỏi thêm ý kiến của anh Phan Anh nữa. Thực sự là Eric nghe Eric cảm thấy rất là thích, bởi vì đây là một ca khúc mà Eric có thể nghe kiểu replay cả ngày được. Cho nên là Eric nghĩ rằng là tất cả quý vị khán giả khi nghe ca khúc này cũng sẽ cảm thấy như thế. Rất khó để khẳng định là nó có thể hợp với Eric hay là Ali. Có một điều anh thấy rõ ở đây là bài này không phải là bài trình diễn nhá. Anh nghĩ vậy. Bài này là một bài nghe rất là chill. Mình có thể bật đi bật lại để nghe. Đây là một bài nghe để thưởng thức. Hoặc là các em cũng có thể biến lại nó thành một phiên bản trình diễn theo một cách khác nếu đầu tư vào bài hát này. Mình nghĩ rằng ai trong hai bạn này cũng đều sẽ tìm ra một cái cách để thể hiện hay. Cho nên bạn cứ mạnh dạn đi Ali. Dạ em cảm ơn anh chị rất nhiều. Thật ra là cái khao khát của em nó nhiều hơn nữa. Đó là có thể được làm việc với bạn. Để mà nói đây là một cái mức giá mà với một cái ca sĩ trẻ của Ali đưa ra thì nó cũng không phải là thấp. Tại vì hiện tại thì Ali cũng ít show á, cho nên là cũng có được một chút để mà có thể cao hơn anh Phan Anh một tí thôi. Nó chỉ là mức 30 triệu cho ca khúc này để có thể được đồng hành cùng với bạn. Rất là mong sẽ thuận buồm xuôi gió. Dạ cảm ơn nhiều. Bạn có đồng ý với hai điều này hay không? Khoan, mình có thể lên xíu nữa được không? Anh có thể thách đấu cao hơn ạ? Mình nghe và mình rất là thích cái ca khúc này. Và mình nghĩ rằng Eric hát nó sẽ rất là tốt. Eric đã có những cái bước chuyển mình trong âm nhạc. Và mình nghĩ rằng cái bài hát nó sẽ phù hợp với những cái bước đường sắp tới của Eric trong cái năm 2023. Thành ra là mình rất là hy vọng rằng là mình có thể hợp tác với một cái producer tài năng như này trong một ca khúc khá là hay. Cho nên là mình xin phép, xin lỗi Ali, mình nâng lên mức 40 ạ. Anh Ali, khi mà đạt sản xuất một ca khúc cùng với lại một ca sĩ thì nó sẽ gồm rất là nhiều khâu.
Thì không biết là trong cái quy trình sản xuất một bài hát thì Đạt có thể làm cùng với Ali hay không? Em luôn muốn là phải theo người đấy thật là sát sao để mà có thể hỗ trợ hết mức. Vì câu trả lời vừa rồi cho nên em xin nâng mức giá này lên 50 triệu nha anh Phan Anh. Wow. Anh có muốn deal gì với em không? Anh cũng cảm thấy rất là vui bởi vì Ali đã quyết tâm như vậy cho một bài hát, bởi vì chứng tỏ là Ali đã rất là yêu mến ca khúc này. Và anh sẽ nhường cái quyền đó lại cho Ali và anh tìm kiếm cơ hội một ca khúc khác. Chúc mừng Ali. Là chưa. Dạ, bây giờ em phải hỏi ý kiến bạn lần nữa. Đó là đề nghị từ nhà đầu tư. Còn người nhạc sĩ thì bạn chốt như thế nào? Thực sự thì em rất là cảm ơn hai anh đã để tâm, đã thích cái bài hát của em và xin được đầu tư. Giống như là được an ủi tại vì bị loại sớm. Em suy nghĩ kỹ và em rất là khó khăn để mà đưa ra cái quyết định này. Em thật sự em muốn riêng với bài này chắc là em xin phép được làm việc cùng với anh và anh Eric với cái mức giá 40 triệu. Còn anh Ali, anh ơi, tức là em vẫn sẵn sàng làm việc với anh trong tất cả các dự án khác nữa. Em thật sự rất là cảm động với cái cách anh quyết tâm để mà anh dành bài hát. Em thật sự cảm ơn anh và chắc chắn là em sẽ gặp lại anh nữa. Cảm ơn anh nhiều. Chúc mừng cho đầu tác đàn Auto Voice và một điều đã được chốt đầu tiên ngày hôm nay với nhà báo Phan Anh. PB Bank Bram, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.